so sánh Xiaomi 12 Pro với iPhone 13 Pro Max và Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. 1. Thiết kế Quan sát thông số về mặt kích thước và trọng lượng Ta có thể thấy, Xiaomi 12 Pro có kích thước chiều dài lớn nhất, nhưng trọng lượng lại nhẹ nhất. iPhone 13 Pro Max có chiều dày mỏng nhất, nhưng chiều rộng lớn nhất, và trọng lượng cũng lớn nhất. Galaxy S22 Ultra 5G có chiều dày lớn nhất. Nhìn chung, cảm giác cầm Xiaomi 12 Pro đem lại là tốt nhất riêng iPhone 13 Pro Max đem lại cảm giác cầm khá cấn tay. Xiaomi 12 Pro không được trang bị chuẩn chống nước, còn cả iPhone 13 Pro Max và Galaxy S22 Ultra 5G đều được trang bị chuẩn chống nước IP68. Đặc biệt, iPhone 13 Pro Max có thể chịu được ngâm nước ở độ sâu 6m trong 30 phút, tốt hơn so với mức 1,5m của S22 Ultra 5G. Cả ba máy đều hỗ trợ hai SIM. 2. Màn hình Mỗi máy đều sử dụng những công nghệ màn hình hiện đại nhất hiện nay. Về cơ bản chúng đều là màn hình OLED. Xét về kích thước màn hình, ta thấy S22 Ultra 5G sở hữu màn hình có kích thước lớn nhất. Còn Xiaomi 12 Pro và iPhone 13 Pro Max có kích thước màn hình khá tương đương nhau. Mặc dù màn hình của 13 Pro Max vẫn nhỏ hơn đôi chút. Xiaomi 12 Pro sử dụng màn hình có độ phân giải 1440x3200 pixel, mức PPI là 512, lớn nhất trong cả ba máy iPhone 13 Pro Max dùng màn hình có độ phân giải 1.284 x 2778 pixel với 458 ppi. Còn S22 Ultra 5G dùng màn hình có độ phân giải 1440 x 3088 pixel với 500 ppi. Tốc độ làm mới màn hình của cả ba máy đều là 120 Hz. Độ sáng màn hình tối đa của S22 Ultra 5G là tốt nhất khi lên tới 1750 nits. Của iPhone 13 Pro Max là thấp nhất khi chỉ ở mức 1.200 nits. Còn của Xiaomi 12 Pro là 1500 nits. Xiaomi 12 Pro sử dụng kính cường lực Gorilla Glass Victus. iPhone 13 Pro Max dùng kính cường lực bằng thủy tinh pha gốm. Còn S22 Ultra 5G dùng kính cường lực Gorilla Glass Victus Plus. Về cơ bản, màn hình của cả ba máy đều đẹp, sống động và đem lại trải nghiệm sử dụng đỉnh cao. 3. Bộ nhớ. Cả Xiaomi 12 Pro và S22 Ultra 5G đều có hai tùy chọn RAM là 8 và 12 GB. Riêng iPhone 13 Pro Max chỉ có một tùy chọn RAM là 6GB. Về bộ nhớ trong, Xiaomi 12 Pro chỉ có hai tùy chọn là 128 và 256GB. Trong khi đó, iPhone 13 Pro Max và Galaxy S22 Ultra 5G có thêm hai tùy chọn là 512GB và 1TB. Tuy nhiên, chuẩn chip nhớ của Xiaomi 12 Pro và S22 Ultra 5G đều là UFS 3.1. Riêng iPhone 13 Pro Max dùng chuẩn NVMe cả ba máy đều không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Xét về bộ nhớ, Xiaomi 12 Pro tỏ ra thua kém so với hai đối thủ còn lại. 4. Hiệu năng Cả Xiaomi 12 Pro và Galaxy S22 Ultra 5G đều sử dụng CPU Snapdragon 8 Gen 1, được sản xuất trên tiến trình 4 nanomet. Đi kèm với đó là GPU Adreno 730. iPhone 13 Pro Max sử dụng CPU Apple A15 Bionic, được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet. Đi kèm với đó là GPU Apple GPU với 5 lõi. Dựa trên điểm số AnTuTu 9 ta có thể thấy Snapdragon 8 Gen 1 cho điểm số cao hơn khoảng 26% khi so với Apple A15 Bionic. Tuy nhiên, do nền tảng hệ điều hành khác nhau nên điểm số này chỉ mang tính tham khảo. Nhìn chung, cả ba máy đều có hiệu năng rất tốt. 5. Camera. Quan sát thông số camera sau của cả ba máy, ta có thể thấy camera chính phía sau của cả ba máy có độ phân giải khác hoàn toàn. Tuy nhiên, Xiaomi 12 Pro có kích thước cảm biến rất lớn, còn iPhone 13 Pro Max lại sở hữu khẩu độ lớn nhất. Riêng S22 Ultra 5G sở hữu cảm biến có độ phân giải lớn nhất. Cả ba máy đều được trang bị camera tele. Trong đó, Xiaomi 12 Pro sở hữu cảm biến lớn nhất, lên đến 50 megapixel. Tuy nhiên, camera tele của iPhone 13 Pro Max và S22 Ultra 5G có khả năng zoom quang lên đến 3x, cùng khả năng chống zoom quang học còn Xiaomi 12 Pro chỉ có dung quang 2x và không hỗ trợ chống dung quang học. cả ba máy đều được trang bị camera siêu rộng. tuy nhiên Xiaomi 12 Pro có độ phân giải lớn nhất lên đến 50 megapixel. đáng tiếc góc nhìn của Xiaomi 12 Pro lại nhỏ nhất chỉ 115 độ. trong khi đó camera siêu rộng của iPhone 13 Pro mắc nổi bật nhờ khẩu độ lớn nhất. còn S22 Ultra 5G nổi bật nhờ khả năng quay video siêu ổn định với camera siêu rộng riêng iPhone 13 Pro Max được trang bị máy quét đo độ sâu trường ảnh TOF 3D LiDAR, trong khi Xiaomi 12 Pro và S22 Ultra không được trang bị. Đặc biệt, S22 Ultra 5G nổi bật hơn nhờ được trang bị ống kính tiềm vọng 10 megapixel f trên 4.9, tiêu cự 230mm, kèm khả năng zoom quang 10x. Cả Xiaomi 12 Pro và Galaxy S22 Ultra 5G đều hỗ trợ quay 8K ở 24fps, còn iPhone 13 Pro Max không hỗ trợ quay 8K. Cả ba máy đều hỗ trợ quay 4K ở 60fps. Đặc biệt Xiaomi 12 Pro hỗ trợ quay 960fps ở 1080p, S22 Ultra 5G hỗ trợ quay 960fps ở 720p. Riêng iPhone 13 Pro Max không hỗ trợ quay 960fps. Camera trước của ba máy có thông số khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, S22 Ultra 5G nổi bật hơn nhờ sử dụng cảm biến có độ phân giải và kích thước lớn nhất riêng iPhone 13 pro mắc nổi bật hơn nhờ có thêm một cảm biến đo độ sâu trường ảnh còn Xiaomi 12 pro tỏ ra thua kém khi nói đến camera trước xét về khả năng quay video selfie Xiaomi 12 pro tỏ ra thua kém hơn hẳn vì chỉ có khả năng quay video 1080p ở 60 FPS và 720p ở 120 FPS iPhone 13 pro mắc nổi bật hơn nhờ khả năng quay video 4k ở 60 Fps và 1080p ở 120 FPS cùng khả năng chống rung điện tử. Còn S22 Ultra 5G có thể quay video selfie ở 4K 60fps và 1080p ở 30fps. 6. Pin Xiaomi 12 Pro sở hữu viên pin 4600mAh, iPhone 13 Pro Max dùng viên pin 4352mAh. Còn S22 Ultra 5G dùng viên pin 5000mAh. Riêng Xiaomi 12 Pro hỗ trợ sạc nhanh 120W, giúp sạc đầy pin trong 18 phút iPhone 13 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh 27W, rút sạc 50% pin trong 30 phút. S22 Ultra 5G hỗ trợ sạc nhanh 45W, rút sạc đầy pin trong khoảng 59 phút. Xiaomi 12 Pro hỗ trợ sạc không dây 50W, rút sạc đầy pin trong 42 phút. Còn iPhone 13 Pro Max và S22 Ultra 5G chỉ hỗ trợ sạc không dây 15W. Xiaomi 12 Pro hỗ trợ sạc ngược không dây 10W, S22 Ultra 5G hỗ trợ sạc ngược không dây 4,5W riêng iPhone 13 Pro Max không hỗ trợ sạc ngược không dây. Về cơ bản, cả ba máy đều có thời lượng pin tốt. Tuy nhiên, Xiaomi 12 Pro nổi bật hơn nhờ khả năng sạc pin siêu nhanh. 7. Âm thanh, kết nối. Cả ba máy đều có, loa âm thanh nổi với chất lượng tốt và không hỗ trợ rắc cắm tai nghe 3.5mm. Cả Xiaomi 12 Pro và S22 Ultra đều có cảm biến vân tay dưới màn hình. Galaxy S22 nổi bật hơn nhờ sử dụng cảm biến siêu âm. Con Xiaomi 12 Pro chỉ sử dụng cảm biến quang học, riêng iPhone 13 Pro Max không hỗ trợ cảm biến vân tay. Xiaomi 12 Pro và S22 Ultra 5G sử dụng USB Type C, còn iPhone 13 Pro Max sử dụng cổng Lightning. Đáng nói, Galaxy S22 Ultra 5G dùng chuẩn USB 3.2, còn Xiaomi 12 Pro và iPhone 13 Pro Max chỉ dùng chuẩn USB 2.0. Cả Xiaomi 12 Pro và S22 Ultra 5G đều dùng Bluetooth chuẩn 5.2. Riêng iPhone 13 Pro Max dùng Bluetooth chuẩn 5.0. Cả ba máy đều hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6. 8. Giá. Cùng phiên bản bộ nhớ trong 128GB. Xiaomi 12 Pro có giá khoảng 18 triệu đồng. iPhone 13 Pro Max có giá khoảng 29,6 triệu đồng. Còn Samsung Galaxy S22 Ultra 5G có giá khoảng 31 triệu, chưa tính khuyến mãi đi kèm. 9. Kết luận. Xiaomi 12 Pro nổi bật nhờ, trọng lượng nhẹ, cảm giác cầm nắm tốt, hiệu năng trên mức giá tốt, tốc độ sạc pin siêu nhanh và giá thấp hơn nhiều so với đối thủ. iPhone 13 Pro mắc nổi bật nhờ hệ điều hành iOS, máy quét 3D ở cả camera trước và sau, khả năng quay video selfie 4K. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G nổi bật nhờ màn hình lớn, bút S Pen cho công việc, ống kính tiềm vọng với khả năng zoom quang 10x, cảm biến vân tay siêu âm. Cuối cùng, nếu bạn thấy video này hay và hữu ích nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé